cụ ông 80 tuổi muốn tìm phụ nữ để tâm sự trên mạng, khóc dở mếu dở vì bị lừa gần 3 tỷ. Ngày 3 tháng 11, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo về hiện tượng lừa đảo thông qua những ứng dụng hẹn hò trên mạng. Các đối tượng thường tự chuyển link cho những người đàn ông độc thân bằng những hình ảnh mát mẻ để câu dụ. Đã có nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lớn. Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Văn B ở Hà Nội, là một nạn nhân gần 80 tuổi bị sập bẫy. Vì muốn tìm một người phụ nữ để tâm sự, ông B đã lên mạng xã hội tìm kiếm và được hướng dẫn đăng nhập vào các đường link. Kết quả của ông đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Theo nội dung trình báo, cuối tháng 8 năm 2023, ông B đăng nhập vào ứng dụng Zalo thì đọc được bài quảng cáo công ty Mỹ Nhân phục vụ người đẹp 63 tỉnh thành. Ông B nhấn vào bài quảng cáo và kích vào mục chọn người tình một đêm thì nhận được câu hỏi từ tài khoản có tên CSKH Mỹ Nhân với nội dung: bạn ở tỉnh nào? Có sử dụng Telegram hay không? Ông B trả lời có. Đối tượng yêu cầu ông đăng nhập vào Telegram để nói chuyện. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Telegram, ông B được các đối tượng gửi cho 10 tấm ảnh các cô gái trẻ xinh đẹp. Ông B chọn bức ảnh có tên Thảo Nhi thì nhận được một đường link dẫn đến tài khoản Telegram có tên bé Mimi để nói chuyện. Sau khi nói chuyện với bé Mimi thuận tình, ông B nhắn tin cho tài khoản có tên CSKH Mỹ Nhân thì được hướng dẫn gặp chuyên viên tư vấn khách hàng có tên Tường Vi để được hướng dẫn. Tường Vi đã tư vấn cho cụ B rằng muốn gặp được Thảo Nhi thì phải có thẻ của công ty giải trí Thiên Thanh, địa chỉ tại tòa nhà số 169, phố Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội cấp phát. Để có được thẻ này, ông phải thực hiện 4 bước xác thực thì thẻ hẹn hò sẽ tự động xác thực. Ngay sau đó, các đối tượng đã gửi cho ông B bảng đơn xác thực 1, yêu cầu chuyển 200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Nhận được tiền, các đối tượng yêu cầu ông B nhập vào website http://kru7j7.c để mở tài khoản xác thực. Ông cụ nhanh chóng được cấp tài khoản có tên Chào Em 123. Tiếp tục làm theo hướng dẫn của Tường Vi, ông cụ tiếp tục phải chuyển khoản 243.000 đồng để xác thực phần đăng ký số điểm. Lần thứ hai là 1 triệu đồng. Chuyển đến lần thứ tư để xác thực thì tổng số tiền đã lên tới 140 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng hướng dẫn ông B tiếp tục chọn các hạng mục tiếp theo, chọn tên, tổng điểm, rồi chuyển tiền vào các tài khoản chúng cung cấp. Mỗi lần chuyển số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Mỗi lần chuyển khoản xong, cụ B lại nhận được thông báo xác thực thất bại và phải chuyển tiền phạt. Cứ như vậy, sau nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn, nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên các nạn nhân là nam giới bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ tham gia vào các phần mềm, đường link để tìm bạn gái hẹn hò qua mạng nhằm chiếm đoạt những số tiền rất lớn. Người đàn ông bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì hẹn hò qua mạng. Cách đây đúng một tháng, báo Dân Trí đưa tin ngày 3 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 300 người tham gia ứng dụng trên Internet để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Theo điều tra, vào đầu năm nay, cơ quan công an nhận được trình báo của ông H, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về việc ông đã truy cập Internet tìm bạn khác giới tâm sự trên ứng dụng kỹ nữ, được nhân viên gọi điện thoại hướng dẫn rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác định đối tượng Vũ Duy Sơn, 26 tuổi, ngụ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là một trong những thành viên của đường dây lừa đảo này. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận vào tháng 10 năm 2022, thông qua mạng xã hội, Sơn quen biết với thanh niên tên Minh không rõ lai lịch đang sinh sống ở Dubai. Tháng 12 năm 2022, Minh trao đổi với Sơn về việc nhận tiền của người khác chuyển đến. Khi Sơn thắc mắc là tiền gì thì được Minh trao đổi, đó là tiền của những người bị nhóm của Minh lừa tham gia vào ứng dụng app hẹn hò kỹ nữ chuyển đến. Với việc làm này, Sơn được trả thù lao 12 triệu đồng trên một tháng và được Minh cung cấp 6 điện thoại di động, 31 tài khoản ngân hàng. Cụ thể, thông qua app hẹn hò kỹ nữ, các đối tượng dụ dỗ người tham gia, sau đó tư vấn cho người chơi nạp thêm tiền để trở thành thành viên VIP. Số tiền càng lớn, đăng nhập thành công, sẽ được công ty hoàn trả tiền của người chơi đã nộp và được hưởng một khoản tiền lãi. Sau khi dụ dỗ được người chơi đóng tiền, nhóm của Minh thông báo cho Sơn cung cấp số tài khoản để người chơi nạp tiền vào. Khi nhận được tiền, Sơn phải chuyển hết cho Minh. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, Sơn đã giúp cho nhóm của Minh lừa tiền của hơn 300 người, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng. Riêng Sơn đã thu lợi được khoảng 300 triệu đồng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Muốn gặp gỡ tâm sự với gái trẻ, cụ ông sập bẫy lừa đảo, mất tiền tỷ.
Theo ông Nguyễn Văn Na, 74 tuổi, sinh sống tại thành phố Hà Nội, là nạn nhân của một nhóm lừa đảo dưới danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn Quỹ Celestica. Nhóm này dùng app lãng mạn để lừa đảo, chiếm đoạt của ông hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, giữa tháng 7 năm 2023, ông nhận được tin nhắn nội dung ấm ở "Em cần người tâm sự, nếu hợp có thể tiến xa hơn", kèm số điện thoại Zalo. Khi liên hệ qua Zalo thì được giới thiệu cài app lãng mạn. Sau khi đồng ý tham gia, ông nhận được điện thoại của nhân viên tư vấn giới thiệu quyền lợi khi sử dụng app gồm được kết bạn hẹn hò tâm sự với những cô gái đẹp sinh sống tại Hà Nội, xem video giải trí. Nhưng muốn nhận được những quyền lợi đó cần phải làm thẻ hội viên. Để làm được thẻ hội viên, nhân viên tư vấn cho ông thực hiện 3 cấp độ. Cấp độ 1, hoàn thành các dữ liệu, họ yêu cầu chuyển tiền 560.000 đồng và nhận lại số tiền 624.800 đồng, lợi nhuận 10%. Cứ thế nhân viên tư vấn đặt mỗi dữ liệu đều phải nộp tiền và được nhận tiền hoa hồng. Nhưng khi đặt đơn hàng, ông nhận được tin báo có sự sai sót nên phải thực hiện thêm dữ liệu sửa lỗi cấp độ 2 và từ đây việc thực hiện các cấp độ phải nâng số tiền lên. Ông A nói muốn sở hữu thẻ hội viên để tìm người tâm sự, tôi tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. Lúc này nhân viên tư vấn nâng cao cấp độ, yêu cầu chuyển hơn 28 triệu đồng. Nhưng khi đặt đơn hàng xong, tôi nhận được tin nhắn bị sai sót do không viết đúng ký tự, nên phải thực hiện thêm dữ liệu nữa và nộp 100% số tiền. Từ đây, chúng đưa ra những lý do sai nội dung chuyển khoản khi nộp tiền vào, ký tự chuyển tiền sai. Ông A liên tục chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng hơn 542 triệu đồng. Khi chuyển số tiền quá lớn cho bọn chúng, ông A vô cùng hoang mang lo sợ. Khi ông chần chừ chuyển tiền, chúng dùng chiêu gửi công văn qua mạng dưới danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn Celestica, có dấu đỏ chói, thực chất là công văn giả. Trong công văn, chúng yêu cầu ông tiếp tục nộp tiền hơn 400 triệu đồng nữa để nâng điểm tín dụng lên tối đa một ngày giải ngân 3 tỷ đồng và hoa hồng nhận về 145 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, tài vụ công ty sẽ tất toán số tiền cộng thêm số tiền hoa hồng cho ông A. Ông A cho hay, đọc xong văn bản, ông rất hoảng sợ. Vì đi vay tiền nộp vào nhiều quá mà không lấy lại được thì biết làm sao đây. Nhưng tư vấn lại thúc giục lần này sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền như văn bản đã nêu. Vì những lời đường mật, ông tạm yên tâm. Đi vay thêm tiền để thực hiện, nâng tổng số tiền nộp cho chúng lên 1,3 tỷ đồng. Sau khi nộp xong số tiền trên, ông thực hiện việc rút tiền nhưng không được. Lý do nhóm lừa đảo đưa ra là số tiền lớn, cần phải chuyển tiền xác minh lại tài khoản đối xứng. Để xác minh phải chuyển cho chúng thêm 1,1 tỷ đồng. Lúc này ông không kiếm đâu ra tiền để nộp, đề nghị lấy lại số tiền gốc. Không cần tiền hoa hồng nữa. Đến đây chúng biết không thể moi được tiền nữa nên khóa app cắt liên lạc. Ông A chua xót nói, thực sự đau xót, gái đẹp không thấy đâu, giờ ôm cục nợ. Tôi biết có rất nhiều người trạc tuổi tôi ở các tỉnh thành cũng bị lừa vì chúng lập nhóm khoảng 5 người tạo lòng tin. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người đừng rơi vào ổ nhện nhện lừa đảo vừa mất tiền vừa bị thiên hạ cười chê. Được biết công ty trách nhiệm hữu hạn Quỹ Celestica không tồn tại ở Việt Nam, không có thông tin về đăng ký kinh doanh, không có mã số thuế. Khi liên lạc với số điện thoại ông A cung cấp đều không nghe máy. Theo luật sư Dương Lê Ước An, đoàn luật sư Hà Nội, nhóm đối tượng lừa đảo lấy tên công ty trách nhiệm hữu hạn Quỹ Celestica là cách chúng dựa hơi công ty nước ngoài có uy tín để lấy lòng tin. Việc lừa đảo dạng này rất phổ biến trên mạng, được cơ quan truyền thông bóc mẽ rất nhiều, nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Mọi người cần cảnh giác cao độ với các chiêu trò lừa đảo này. Khi đã bị lừa, sớm báo cho lực lượng chức năng để điều tra xử lý. Qua đây, cơ quan công an cảnh báo người dân nên nâng cao cảnh giác khi hẹn hò trên mạng xã hội.